sẽ dùng dao bén như thế này nè, chúng ta sẽ cắt cái phần này nó sẽ liền thẹo lại. Hai cái này nè các bạn trồng đều lên. Các bạn ghim xuống như thế này. Và khi mình trồng trong một khoảng thời gian lâu, rễ này nó ra củ nè. Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Thì đây là cái vườn sứ nhỏ bé của gia đình nhà mình. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà trồng cây sứ thái mà từ cành nữa các bạn. Và nó sẽ sống 100% luôn. Và rất là đơn giản và dễ nha các bạn. Các bạn xem những gì mình chia sẻ thấy hay á thì các bạn nhớ like và các bạn nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mà mình sẽ up lên cho các bạn xem nha. Thì trong quá trình trồng bằng cành đó, thì các bạn lựa chọn những cái cành nhánh mà dài mà nhân tiện mà chúng ta xả tàn á các bạn. Các bạn sẽ dùng dao bén như thế này nè, chúng ta sẽ cắt. Các bạn cắt một cái vết cắt cho nó ngọt và nó bén như thế này nè, thì cây sứ của chúng ta không bị dập và các bạn trồng từ cành rất là đơn giản và dễ và sau khi những cái nhánh sứ mà các bạn cắt xong như thế này nè thì các bạn tìm ở những nơi nào mát mẻ giống như cái khu vực trồng sứ của gia đình nhà mình đó thì nó mát thôi các bạn chứ đừng có nắng gắt quá thì các bạn để trong một khoảng thời gian thì những cái phần lá ở trên đó, nó sẽ bị rụng ra các bạn nó rụng ra như thế này nè đây là những cây mà mình đã cắt và nó đã rụng lá và được khoảng một tuần rồi các bạn thì các bạn xem nè khi chúng ta để một cách tự nhiên không cần phải bôi vôi gì cả thì cái phần này nó sẽ liền thẹo lại và có những cây thì nó sẽ mọc rễ sớm đây các bạn nó sẽ u lên cái phần đây nè đây là cái phần rễ đây thì khi mà nó đã như thế này rồi thì các bạn có thể đem đi trồng được rồi rất là dễ nha các bạn vì khi các bạn cắt á, thì nó để chống cái sự bốc hơi nước thì những cái lá như thế này nè bắt buộc nó phải rụng đi để nó bảo vệ phần thân này không bị mất nước thì những cái lá đó nó rụng đi thì cái phần thân nó còn lại như thế này và nó không có được bóng giống như khi các bạn vừa cắt xong như thế này vì nó bị mất nước đó các bạn các bạn để ở nơi chỗ mát hoặc là các bạn cột lại rồi các bạn treo ở những nơi nào mà râm mát thì những cái phần vít cắt này nó sẽ lên những cái phần rễ mà nó mới nhú như thế này là chúng ta sẽ đem ra trồng được rồi còn nếu mà các bạn vừa cắt xong á, mà các bạn ghim trồng á, nó cũng sống Nhưng mà thí dụ như là 10 cây thì cũng khoảng bị một hai cây nó bị thối đó các bạn Do đó các bạn đợi cho nó lành cái vết cắt lại rồi các bạn trồng thì rất là dễ Thì cái những cái cây sướng như thế này nè là mình cũng đã trồng từ cành đây các bạn Thì khi các bạn trồng xuống á, thì nó sẽ ra cái phần rễ nè đây nè Và khi trồng á, thì các bạn nhớ nha Mình sẽ ghim cái cây sứ của mình á Thí dụ như là cái cây sứ như thế này nè các bạn chỉ ghim tới đây thôi nó khoảng chừng một lóng tay là được các bạn các bạn đừng có ghim sâu đó. thì những cây sứ của mình đó, nó sẽ rất là mau đâm những cái phần rễ này ra để mình nhổ lên một cây cho các bạn xem đây nè các bạn thì khi chúng ta trồng thì những cái rễ này nó ra rất là nhiều và đối với sứ trồng từ cành thì nó sẽ phát triển rất là tốt nhưng mà cái củ của nó thì nó khác so với các bạn trồng sứ từ hạt Và khi mình trồng trong một khoảng thời gian lâu thì các bạn thấy nè, cái bồ rễ này nó ra cũ nè. Rất là dễ nha các bạn. Thì với cách trồng sứ từ cành như thế này á, các bạn sẽ nhân xuống giống cây sứ rất là đơn giản. Khi những cây sứ nó đã khô như thế này á, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trồng. Các bạn cho nó tiếp xúc với đất như thế này nè. Và nhớ là khoảng cách chỉ từ khoảng một lóng tay là được nha các bạn Đừng có trồng sâu quá Vì cái vết cắt nó đã khô lại rồi Các bạn ghim xuống như thế này Thì thường các bạn ghim khoảng như thế này Khoảng chừng 2 tuần là cái phần rễ ở dưới đây nó sẽ mọc rồi các bạn à, Có nhiều bạn nói là trồng những cây sướng như thế này mà bằng cành nó rất là khó sống à, Thật sự ra nó khó sống là do các bạn trồng thứ nhất là đất trồng cái thứ hai nữa là lúc các bạn cắt thì cái phần này nó bị dập thì nó sẽ rất là khó sống còn như thế này là vẫn trồng sống được nha các bạn Và các bạn ghim như thế này nếu mà cái đất mà nó ẩm thì các bạn không cần phải tưới nước. Còn nếu mà cái đất mà nó khô quá thì các bạn tưới cho thật là đẫm và các bạn cứ để như vậy. Khi nào cái lớp mặt đất này nè, mà nó hơi khô khô á thì các bạn mới được tưới tiếp. Thì những cái cây sứ mà chúng ta dâm cành sẽ phát triển tốt hơn. Thì các bạn đặc biệt lưu ý thì lúc chúng ta mới trồng á thì các bạn đừng có vô phân gì cả. Vì nếu mà đối với cây sứ á nó ít có tốn phân lắm. Mà các bạn bón phân liên tục là nó sẽ bị hư cây sứ của chúng ta. Và như các bạn thấy những cây sứ mà mình trồng ở trên đây nè là hầu như là mình không có bón phân luôn á. Nó để phát triển một cách tự nhiên như thế này nè. Và khi mùa nắng tới á thì các bạn thấy những cây cây sứ này bông rất là nhiều và trong quá trình các bạn trồng bằng cành như thế này thì khi các bạn để có những nhánh nó bị thối cái phần trên đây nè nè các bạn thì các bạn đừng có lo cái phần thối này nó sẽ tự động lành lại do đó các bạn để một cách tự nhiên như thế này nó sẽ khô lại thì cây sứ của các bạn không bị sao cả nha các bạn đây nè có nhiều cây nè nó bị như thế này khi chúng ta để thì nó bị thối cái phần trên đây nhưng mà chúng ta trồng bằng những loại phân hữu cơ thì những cái vết thối này nó sẽ tự động lành lại đây nè các bạn và các bạn để trong một khoảng thời gian lâu thì nó lành lại như thế này nè để mình bẻ ra cho các bạn xem đó thì nó sẽ không có bị hư cây sứ của chúng ta do đó các bạn cứ yên tâm và nó dễ trồng tới mức là những cây này nè mình chỉ để vào đất thôi chứ mình không có chôn xuống luôn nha các bạn và nó vẫn ra rễ nè để mình lấy ra cho các bạn coi nè Đó, các bạn thấy dễ không? Các bạn chỉ việc để xuống như thế này thôi Thì nó cũng vẫn tiếp xúc với đất Và nó sẽ ra những cái rễ cám nữa các bạn Không cần phải chôn cây xuống đất luôn Thì đối với việc dâm cành những cây sứ rất là đơn giản và dễ nha các bạn Và để trồng đất để trồng những cây sứ dâm cành như thế này đó, đó là một trò trấu Và cái thứ hai nữa là các bạn cho một trấu sống Thì hai cái này là các bạn trộn đều lên Thì nó sẽ ra một cái hỗn hợp như thế này đó các bạn. Thì trong quá trình chúng ta trồng á, thì cái phần chất trồng này nó sẽ bị quay mục. Để mình cho các bạn xem nè. Đây nè các bạn. Thì cái phần chất trồng này nó sẽ bị quay mục ra như thế này. Và nó sẽ giúp cho cây sứ của chúng ta phát triển tốt hơn nha các bạn. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách dâm cành những cây sứ bằng những nhánh như thế này để mình nhân giống ra được nhiều cây sứ hơn với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ và video mình cũng xin tạm dừng tại đây và các bạn yêu quý mình á, các bạn nhớ nhấn chuông á để tiện theo dõi những video mới nhất mà mình sẽ up lên cho các bạn xem và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo chúc các bạn thành công